10 đến 12 cơn bão sẽ xuất hiện dồn dập trên Biển Đông. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ nay đến cuối năm xuất hiện khoảng 10 đến 12 cơn bão áp thấp trên khu vực Biển Đông. Sáng 15 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo quốc gia đã tổ chức hội nghị phòng chống thiên tai năm 2022. Và hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá công tác về phòng chống thiên tai năm 2021, phân tích dự báo và diễn biến tình hình thiên tai 6 tháng đầu năm 2022, chuẩn bị phương án ứng phó cho mùa thiên tai trọng điểm năm 2022 tại khu vực Nam Bộ. Ông Nguyễn Văn Tiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, theo số liệu thống kê trong 30 năm gần đây, tình hình thiên tai vùng Nam Bộ diễn biến rất phức tạp và có xu thế gia tăng cả về phạm vi và mức độ nguy hiểm. Trong đó, điển hình là bão số 5 năm 1997, bão số 9 năm 2006, đổ bộ vào khu vực Bình Thuận, Bà Rịa, Vũng Tàu. Từ đầu năm 2022 cho đến nay đã xảy ra một trận bão, 105 trận mưa lớn ngập úng, lũ quét sạt lở đất, 123 trận dông lốc, 61 vụ sạt lở bờ sông, 137 trận động đất, 12 trận gió mạnh trên biển và 2 đợt rét đậm rét hại. Thiên tai từ đầu năm 2022 đã làm 85 người tử vong mất tích, 48 người bị thương, thiệt hại về kinh tế ước khoảng 4.044 tỷ đồng. Gần đây nhất thì cách đây 4 ngày 14 tháng 7 do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam gây sóng lớn, đã làm sạt 3 đoạn đê biển Tây thuộc huyện Trần Văn Thời, ảnh hưởng tuyến đê biển Tây thuộc huyện U Minh với tổng chiều dài 75 mét. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời gian tới sẽ xuất hiện nhiều trạng thái triều cường phức tạp. Cụ thể, đỉnh lũ ở đầu nguồn sông Cửu Long khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 10, nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, hạ nguồn sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long. Về triều cường và nước biển dâng từ nay đến cuối năm 2022, tại các tỉnh ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 6 đợt triều cường cao, với độ cao tại Vũng Tàu đều ở mức trên 4 mét. Cần lưu ý đề phòng sóng lớn kết hợp triều cường gây sạt lở bờ sông, bờ biển. Đáng chú ý là trên khu vực Biển Đông có khoảng 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, khoảng từ 4 đến 6 cơn áp thấp nhiệt đới. Do vậy, từ đây đến cuối năm các tỉnh cần đề phòng ứng phó khi xảy ra bão có hướng di chuyển phức tạp, bão mạnh, dồn dập trong các tháng cuối năm 2022. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.